Ok, vậy thì xin chào bạn, chúng ta sẽ trở lại với H4 4 và với campaign của nước Anh. Thì trong phát lần trước thì chúng ta có xâm lược châu Âu và chiếm được người Pháp, và sau đó rằng là bây giờ mình đã chiếm lại được tất cả thuộc địa của mình rồi. Nếu bạn nào không biết ý, thì rằng là khi mà chúng ta theo đảng nhà vua hay là theo quân đội phát xít thì chúng ta sẽ bị mất các thuộc địa chúng ta. Mà tuy nhiên rằng là sau đó là mình có chiếm lại được cả Australia, New Zealand với cả rằng là Ấn Độ và Canada đủ kiểu. Còn trong phát lần này thì chúng ta sẽ xâm lược nước Mỹ và thành lập thuộc địa nước Mỹ thuộc về Anh. Thì các bạn tối qua có thể bạn nào đã xem cái ảnh kia của mình thì nó khá thảm họa ấy. Để mình xem là mình có giữ đây không thì mình nghĩ rằng là không hay sao ấy. Nhưng mà nói chung rằng là hôm qua nó là thảm họa vãi cả ra ấy. Thực sự ấy. Thì thôi, cứ vào đây cả đã. Thì mình có chiếm thành công được rồi. Và thực sự sau khi mình chiếm được cả Pháp và Mỹ thì bây giờ chúng ta cũng lại có thủy binh mạnh nhất thế giới đấy. Bởi vì Anh Mỹ có thủy binh còn mạnh hơn cả Pháp cả Ý cộng lại cơ. Khi mà mình declare war cả người Mỹ thì có khả năng rất cao rằng là chúng ta sẽ bị mất Pháp, bởi vì rằng là bọn chết tiệt Đức này này là theo như cái tiến trình đến năm 1940 là nó phải declare war cả nước Pháp, thì vậy nên rằng là mình sẽ cần phải tham gia phe đồng minh của người Đức chăng? Mình nghĩ rằng là mình phải tham gia phe đấy. Thôi rồi, thì rằng là trong này thì mình đã chuẩn bị hết mặt trận luôn rồi. Bạn nào xem phát lần trước thì có nhớ rằng là mình có kiểu vẫn còn xâm lược phải cả Australia nữa ấy, nhưng mà mình đã xâm lược sẵn rồi, thì vậy nên rằng là cũng không phải quan tâm đâu. Anh ơi, có khi anh này anh sẽ đây là quân đội của Pháp nhé, thì mình sẽ đẩy sang bên phía mặt trận là Alaska này để hỗ trợ này. Mình phải nói thẳng ra rằng là ấy, chỗ này thì đánh nhau nó sẽ khá là kiểu đau đầu, thực sự nó kiểu rất là khó chịu luôn ý. Vậy nên rằng là bạn nào mà à đây United Anglo Sphere nhá, rằng là sau đó rằng là mình sẽ thống nhất cho những cái lãnh thổ của Ireland hồi trước mình chiếm vào thì bây giờ sẽ thuộc về core của mình, có nghĩa rằng là mình có chiếm một quân đội và dùng dân số đấy được luôn và nó sẽ không chống đối mình nữa, ít nhất là vậy. Nói chung rằng là mặt trận nó sẽ hơi bị loạn ấy, thực sự ấy rằng là sẽ hơi bị loạn, thì vậy nên rằng là chúng ta sẽ cần phải sẵn sàng này. Triển khai lệnh luôn nhá, máy bay thì rằng là mình có hết vào rồi đúng không? Rồi ok, vậy thì mình rất mong các bạn sẽ like và subscribe để ủng hộ cái mình là đó. Hôm nay là cái video nó sẽ khá là ngắn bởi vì rằng là mình mãi đi chơi với các bạn, thì vậy nên là đã rất là xin lỗi, thật sự là xin lỗi. Một số bạn sẽ tự hỏi rằng là tại sao rằng là anh ơi tại sao anh lại để hở ở chỗ này ra thế này, thì bởi vì rằng là khu vực này nó chẳng có cái gì cả, quan tâm là mẹ gì. Chỗ này ấy, là di chuyển nó sẽ khá là xa và mất thời gian, thì vậy nên rằng là quân Mỹ chiếm chỗ này cũng được, chẳng sao cả đâu. Sau đó rằng là bây giờ chúng ta sẽ call to arms bọn này vào thế này đấy. Rồi ok, hai sư đoàn của mình sẽ sang đi Troy tấn công đây được không? Thì rằng là mình nhớ lần trước mình chơi là bọn khi mình đi Kleu với cả là bọn Mỹ, thì rằng là anh này có Ask to Join Faction cho mình cho tham gia faction nói. Tuy nhiên rằng là có vài như sẽ không được này. Thì vậy nên rằng là thôi kệ đi vậy. Thì có khi khả năng cao là chúng ta sẽ bị mất Pháp nhé. Thì nói chung rằng là mất địch thôi nó không xa lắm, bởi vì là người Đức ý là bọn nó không thể làm gì mình ở đấy được, thì vậy nên rằng là chúng ta không nên quan tâm quá nhiều. Tuy nhiên rằng là gì, khi mà mình đánh nhau cả bọn Mỹ thì rằng là người Mỹ nó có mạnh thủy binh mà, thì vậy nên rằng là hôm qua mình chơi ý, là đánh chìm toàn bộ cái hệ thống con voi của mình và mình mất cái tài nguyên này, là dầu hay là cái gì đó mình hết sạch luôn, cáu vãi ra trưởng đấy, kiểu mình không thể nào mà sống được thiếu dầu ấy. Người Anh mà, người Anh thì mình triển khai thủy binh một phát rằng là hết sạch dầu luôn. Thì vậy nên rằng là bây giờ chiếm Mỹ là sẽ khá là ngon này. Đấy, bây giờ rằng là các anh đi vòng ra đây này. Đấy, vòng ra đây, vòng ra đây, vòng ra đây. Rồi ok, anh này sẽ đi vòng tấn công, tấn công, tấn công, tấn công. Chỗ này sẽ là chỗ bọn nó bị vỡ trận nhá. Thì vậy nên rằng là hôm qua mình chơi kinh nghiệm là vậy rồi. Hãy tin mình đi. Hãy tin mình đi. Đấy, đi đi này, đi đi này. Đấy, vòng bên đây này. Cắt vào đây này. Cắt sang Chicago này. Còn anh này thì sẽ đi thì mẹ đi đâu được, quan tâm cái đéo gì, đi 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 đi. Chính ra lúc nào mình đang chửi là mình nghĩ rằng là có bạn bảo rằng là anh chửi ít quá thì anh cần phải chửi nhiều hơn nghe nó mới đã được, thì vậy nên rằng là mình bắt đầu chửi kiểu địt mẹ mày hay là cái gì đó, chứ được không rằng là mình không chửi đâu, mình ngoan lắm, học sinh Hà Nội thanh lịch, không chửi bậy, không nói thực chửi bậy gì cả. Trước mình có thằng bạn mình chửi ngay trước mặt cô hiệu phó, đang chửi bạn nó xong rồi cô hiệu phó đứng đằng sau ấy, xong rồi cô nghe được thôi cô bảo chửi mẹ lại nó là mày chửi như con mụ bắn cá mày đầu chợ ấy.
đáo hiểu. Đây này, bây giờ Luxembourg là join the North American Association, thì bây giờ rằng là chúng ta có thể là kiểu tham gia phe của người Đức được chưa? Đấy, rồi ok. Bây giờ rằng là chúng ta tham gia phe được, thì tuy nhiên rằng là nếu bây giờ mà tham gia thì mình sợ rằng là bọn Đức nó ăn hết điểm của mình ấy. Thì tuy nhiên rằng là chúng ta sẽ có khá nhiều điểm hơn nhỉ. Nhưng mà nếu bây giờ mình không tham gia vào ấy thì rằng là bọn Đức nó sẽ chiếm cái khu vực Pháp của mình. Bởi vì rằng là bây giờ quân đội của mình tập trung hết phía Bắc Mỹ đúng không? Thì vậy nên rằng là liệu rằng chúng ta có nên là nhường một chút lãnh thổ Mỹ cho bọn nó hay không? Thì mình đang suy nghĩ xem nào. Thông cảm đấy nhá. Cái webcam của mình nó đang hơi bị lệch quá. Đây. Nhìn mồm mình thôi nhá. Đấy mồm thôi nhá. Rồi ok, Astral Faction rồi. Lưu chưa nhỉ? Lưu rồi à? Rồi ok, thế thôi kệ này. Astral Faction này. Cũng hơi mình không muốn là chia nhiều lãnh thổ lắm đâu, nhưng thôi đành đành phải tham gia nhé, đành phải tham gia. Đấy, bây giờ chúng ta đã đập vỡ trận của quân đội của Mỹ này, rằng là bọn nó sẽ bị tấn công từ hai phía trên này. Mấy anh này nhá, tràn xuống từ phía bắc này, phía bắc này. Xuống đây nào. Sau đó rằng là tôi sẽ muốn quân đội của Ấn Độ này. Ấn Độ thì nó sẽ có cả đống sư đoàn này. Thì bây giờ cả 9 sư đoàn này hãy tham gia phe của mình đi này. Send. Rồi ok. Mấy sư đoàn này thì sẽ chia ba này sang bên này nhá. Hai sư đoàn này sẽ sang bên này này. Thừa cái mất mẹ luôn, với cả một anh nữa sang sang bên này này. Rồi ok này. Còn lại đi đi mau lên nào, tôi cần các anh nào. Chúng ta sẽ có cả Đông Dương nữa. Đông Dương thì phía Nam thuộc về Đức. Nói chung rằng là cứ tấn công đi nhá, cứ tấn công đi. Bây giờ mình cũng không cần phải cần thiết phải đi xem mặt trận như nào đâu. Đây này, đi vòng xuống đây này, bao vây mình sư đoàn này nhá. Anh này vòng ra đây này, anh này vòng lên đây này. Cái gì ấy? Done. Luxembourg has been annexed. Rồi ok. Cái xe tải này thì mình sẽ muốn cắt xuống phía nam này này. Đấy, cắt xuống đi này. Còn mấy sư đoàn này thì mình sẽ muốn chọc thủng xuống phía nam này nhá. Thì là sẽ chiếm Washington hộ mình cái đi này. Đấy, bọn mày sẽ đi vòng sang bên này này. Mày tấn công xuống đây này. Một sư đoàn sẽ vòng xuống đây nữa này, xuống Boston này. Đấy, rồi ok. Đi 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 đi. Triển khai nào. Chỗ này hơi hở này thì chúng ta hoàn toàn là có thể bao vây được. Tuy nhiên rằng là cái quân đội của cái bọn đây này, Mexico tham chiến này này. Thì Mexico thì rằng là nó sợ rằng là nó sẽ có nhiều sư đoàn quá ấy, thì vậy nên rằng là mình không thể là bao vây lính của Mỹ được. Bởi vì Mỹ thì rằng là bây giờ nó vẫn đang hơi bị ít quân đội, thì vậy nên rằng là không thể là so mình được. Đấy, chiếm mình New York này. Anh này giữ tôi bọn này lại đây này. Đấy, rồi ok. Một anh sẽ đi vòng xuống đây bao vây của mình đi nhỉ. Xuống Philadelphia này. Đấy, rồi ok. Còn anh này đây chiếm mình Boston này. Đấy, chiếm mình này. Ở phía bắc này chúng ta bao vây khoảng tầm rằng là 6 sư đoàn của Mỹ đúng không? Khá là ngon. Ok, đánh đi, đánh đi, đánh đi. Chúng ta có gọi Mỹ vào không nhỉ? Vẫn đang 97% nhé. Thì vậy nên rằng là mình vẫn đang áp đảo hoàn toàn về điểm này. À đâu, bây giờ rằng là mình vẫn chưa gọi bọn Đức vào được. Thì mình thích kiểu bây giờ rằng là các bạn có gọi vào không thôi ý. Thủ đô mới của người Mỹ thường là sẽ ở Los Angeles nhé. Thì vậy nên rằng là nếu mà chỉ tấn công bên này thì nó sẽ khá là xa. Thì vậy nên rằng là mình có đề phòng một quân đội bên phía bên này nữa. Thì vậy nên rằng nó sẽ khá là ổn này. Đạo quân này chiếm mình Alaska nhé. Tấn này. Còn anh này thì đánh nhau xuống phía nam này. Đánh đi. Rồi ok. Một màu xanh xanh. À không. Bây giờ nó mới công á. Chúng ta là cắt nước Mỹ ra làm đôi nhỉ? Hay là không? Cũng chả mức làm đôi đâu. Bây giờ rằng là tôi sẽ muốn chiếm Dallas. Đây, Dallas này. Thì khi mà Los Angeles được chiếm thì Dallas sẽ là thủ đô tiếp theo. Và sau đó rằng là sẽ không có thủ đô nữa cả. Thì nó khá là mệt đi. Đây là convoy của mình sắp hết rồi nhá. À đâu, không, không phải. Xem nào. Mua dầu từ ai nhỉ? Đây này. Chúng ta đang chỉ nhận được 13 trên 19 thuyền dầu bởi vì rằng là bọn người Mỹ đang chặn dầu của mình. Thì có lẽ rằng là chúng ta nên mua từ anh Liên Xô nhỉ? Xem, đấy. 2-3 ngày à? Mình hủy, à đây, chỗ này này. Là mình chưa hủy triển khai thủy binh này. Thì vậy nên rằng là chúng ta hết dầu như thế đấy. Xóa hết lệnh này. Về cảng đi nhá, về cảng đi anh. Anh này cũng xóa lệnh này. Về cảng đi, tôi cần dầu. Chỗ này chúng ta chẳng để phòng thủ làm gì cả. Chẳng phải làm thế cả.
Đấy rồi ok. Về đâu thì về. Đấy. Có thêm dầu nhá. Mình nghĩ rằng là mình có kể câu chuyện này như cho các bạn đấy, thì rằng là bên khu vực phía Thái Bình Dương này thì người Mỹ có chiếm một số đảo ấy. Thì bởi vì rằng là cuối thế kỷ 19 thì nhiều người cho rằng là thế giới sắp kết thúc rồi ấy. Tại sao? Bởi vì rằng là cái số lượng lương thực bây giờ là nó trồng không được nhiều lắm, không được đủ. Thì để giải quyết rằng là họ đã phát hiện ra rằng là cái cất chim nó ỉ ở trên mấy hòn đảo Thái Bình Dương này, rằng là nó để lâu thì nó hợp thành một cái chất hóa học thì có thể rằng là dùng để bón phân được. Thì vậy nên rằng là hồi đấy cái phân cái cất đấy nó như là cất vàng nhé các bạn nhé, cất vàng nhé. Mình có thể làm là Commonwealth Time này, là có thể thành lập một cái đế quốc toàn thế giới luôn ý, là sáp nhập vào Canada, Ấn Độ, Australia, New Zealand đủ kiểu vào lãnh thổ chúng ta, thì ok làm thế cũng được. Đang kể đâu nhỉ? Về lại đây này. Về lại này. Từ từ mình đang kể đâu nhỉ? À ừ, thì người Mỹ thì bởi vì đấy cất vàng mà, thì vậy nên rằng là khi mà ông tổng thống lên ngôi lên nắm quyền ấy, thì ông ấy tuyên bố rằng là ông ấy sẽ là người là giữ một nguồn cung cất vàng đấy cho người dân. Thì vậy nên rằng là hình như là quốc hội của Mỹ đã ra một điều luật rằng là nếu bây giờ là người Mỹ đi thuyền từ bên Mỹ đi ra biển thấy một hòn đảo nào thì cắm cờ đấy, đấy là đảo của Mỹ. Thì vậy nên rằng là mới kiểu ở bên Thái Bình Dương thì nó có rất là nhiều đảo của người Mỹ. Thì tuy nhiên rằng là sau khi mà một vài năm sau đó thì có cái gì nhỉ? Nói chung rằng là một vài năm sau khi mà kiểu người ta cái nói chung là rồi sau đó khoảng tầm một thời gian rất ngắn sau đó ấy, thì rằng là phát hiện ra phân hóa học. Thì vậy nên rằng là đó là một trong phát minh mà kiểu giúp cho thế giới là kiểu trồng đủ lương thực mà sống ấy. Theo như mình hiểu là vậy. Cắt vào đây này. Đấy các anh cắt vào đây này. Tấn công kiểu này nó sẽ hơi có nguy hiểm một chút nhá, bởi vì rằng là các bạn sẽ bị dễ bao vây này. Như kiểu chỗ này này, chúng ta hoàn toàn là dễ bao vây thực sự ấy. Thì bây giờ rằng là kiểu nó kéo quá xa ấy. Chỗ này bị bao vây hết sạch rồi này. Giữ tôi nhá, giữ tôi thế nào. Còn ở bên phía bắc này này thì tấn công thẳng vào đây này. Anh em vào đây này. Còn ở trên này chúng ta nên dẹp bớt đi nhá. Bỏ chết sạch rồi này thì cũng không cần phải kiểu quan tâm quá đâu này. Đây nhá, rõ ràng là bây giờ ấy, các bạn nhìn cái organization là cái thanh bên trên ấy. Đây này, màu xanh là cây này. Thì khi mà nó đạt đến không ấy thì rằng là tẩn phát thôi là chết luôn rồi. Tại sao rằng là bị hết sạch cái organization đấy? Bởi vì rằng là nó bị bao vây và nó không hề có một cái cảng hay rằng là tiếp xúc với thủ đô của nó. Trong cái game Hearts of Iron 4 ấy là cơ chế supply nó phụ thuộc vào thủ đô. Nếu mà các bạn bị cắt đứt ra khỏi thủ đô thì các bạn sẽ chết. Chết. Thì vậy nên rằng là mấy sư đoàn này ấy, thì nó đang là đây này. Ví dụ sư đoàn này nhá, thì nó bị bao vây hết rồi nhá, không có đường nào tiếp viện sư đoàn nào cả. Thì vậy nên rằng là chết. Đơn giản là vậy thôi. Chỗ này hơi nguy hiểm nhỉ. Mình sợ rằng là nó chọc sau lưng mình ấy. Và tại sao chỗ này chúng ta đang thua? Bao vây được rồi đúng không? Thì có lẽ rằng là ấy, tôi cần khoảng tầm một nửa chỗ này ra nhá. Và sau đó rằng là sẽ đóng một biên giới chỗ này này. Cẩn thận rằng là chúng ta bị chọc sau lưng thì chúng ta sẽ chết nhá. Thì mình sẽ cần phải đảm bảo một tí này. Và sau đó rằng là anh Úc hay là anh Nam Phi hay anh gì là anh cho tôi hết sư đoàn các anh đi nào. Toàn bộ nhá. Ra bên đấy nào. Rồi ok. Chắc là 17 là đủ ấy nhỉ. 17 là đủ ấy. Đừng để bao vây nào. Hơi nguy hiểm nhỉ. Chỗ này vẫn còn cái cảng thì nó không đến mức lắm đâu. Thì tuy nhiên rằng là cũng hơi sợ đấy. Anh này vòng bên đây này. Giải cứu, giải cứu, giải cứu, giải cứu, giải cứu. Boom, ai mất sạch cả ba sư đoàn rồi. Rồi ôi, khổ thế cơ. Thằng mẹ mày định làm gì? Ê, rồi. Nói chung rằng là cuộc chiến này nó sẽ khá là khó khăn và gian khổ ấy. Thế nên rằng là các bạn phải nhìn tại sao rằng là cái map hôm qua lại như này ấy. Bởi vì rằng là mình kéo quân đội của mình giãn ra quá. Thì vậy nên rằng là nó mới bị dở hơi như này được. Washington lại mất rồi à? Thực sự rằng là cuộc chiến này mình rất là mệt ý. Mình không hề muốn đánh nhau kiểu này một chút nào cả. Tuy nhiên rằng là hay gọi anh Đức vào nhỉ. Gọi mẹ vào luôn, sợ đéo gì. Đấy, tham chiến đi. Kệ mẹ nó.
giúp tôi cái đi nào. Đằng nào điểm của mình vẫn sẽ là cao nhất nhá, bởi vì rằng là mình đang trực tiếp tham chiến đây thì vậy nên rằng là nó mới kiểu như này được. Providence này, chiếm mình đi này. Đấy, rồi ok. Giải quyết mấy cái khu vực mà nó kiểu có năng tồn động quân mà nó không hề cần một chút nào cái. Đây này, 12 sư đoàn tập trung vào đấy. Đếm cái gì? Đéo hiểu. Cái game này nó cứ biểm sao ấy. Nói chung rằng là bây giờ mình phải spam quân đội của mình được, thì bởi vì rằng là chúng ta thừa khá là nhiều vũ khí. Nên là các anh ra đây hỗ trợ nhau này. Đấy, rồi ok. Ô, đi đi nào. Hết thuyền à? Ô, vãi cứ mình hết thuyền luôn này. Mình hết sạch convoy luôn. Lại bao vây à? Khiếp, bao vây nhiều này, mình hơi sợ chết này nhỉ. Lên đây nào, chặn đây nào, tôi cái nào. Commonwealth Ties. Bây giờ chúng ta sẽ đi thống nhất toàn bộ đế quốc của chúng ta vào với nhau nhé. Đây này, Development in Australia, Develop New Zealand thì tất cả của nó sẽ thuộc về mình này. Ok, chúng ta sẽ thành lập đế quốc Anh, kiểu thống nhất toàn bộ các thuộc địa của mình về phe mình luôn. Đỡ phải kiểu thủ tục lằng nhằng cái mẹ gì cả. Đâu cần quan tâm cái gì đâu nhá. Mở rộng lãnh thổ này. Đấy, rồi ok. Chỗ này hơi nguy hiểm này, bởi vì nhưng mà ít nhất rằng là chúng ta vẫn có cảng nhá. Thì vậy nên rằng là cũng không cần phải lo lắm đâu này. Chiếm nội tôi đi nào, mau lên đừng để bị phí quân đội nào nhá. Các anh tấn công và đi hủy diệt bọn này của tôi cái nào. Xuống đi, xuống đi, xuống đi. Xem nào. Chỗ này thì bây giờ mình sẽ cần bao vây này. Còn ở trên này thì sao nhỉ? Tấn công xuống đi nhá. Mau lên nào. Triển khai đi. Không quân của mình thì sẽ chuyển xuống dưới này hộ tôi cái đi nào. Và anh này sẽ bay xuống đây. Được không? Khi bị tê chân. Xem nào. Khó nhở. Nói chung rằng là bây giờ quân đội của Mỹ nó bị bao vây là nhiều. Mình thì bao vây nhưng mà bọn nó không tiêu diệt được mình, bởi vì rằng là mình vẫn giữ được các cảng. Thì vậy nên rằng là chúng ta vẫn được duy trì supply ở đấy được. Tuy nhiên rằng là anh Mỹ với cả anh Mexico thì nó có khá nhiều sư đoàn. Thì vậy nên rằng là nó sẽ khá là khó phòng thủ. Cái gì cũng khó. Mệt mỏi quá. Đánh xuống đây nào. Trên này sao rồi? Tôi cần một anh đẩy xuống Los Angeles nhá. Xuống đi, xuống đi, xuống đi, xuống đi. Xuống đây nào. Mau lên anh ơi. Có gì ở đây không? Không quân à? À đâu, manpower quên mất luôn này. Tí chết. Tí chết, tí chết, tí chết. Chạy đi nào anh ơi. Run Forest run. Có lẽ cuộc chiến này sẽ mất khá nửa tiếng này. Sau khi là xử lý xong nước Mỹ thì chúng ta có lẽ rằng là sẽ quay đến một Mexico nhá. Mexico mình sẽ cần phải xử lý này. À đâu không nhầm, Mexico là cái gì đâu. Mỹ mà sụp đổ ấy thì rằng là Mexico sẽ chết luôn nhá. Thì chúng ta cũng không phải lo lắm đâu này. Còn bây giờ rằng là xử lý nốt cái chỗ tập đoàn quân đội của người Mỹ đây này. Đánh nốt đi. Một anh sang bên này hỗ trợ đi nào. Xử lý nốt đi này. Sau đó rằng là một anh xuống đây của tôi đi được không. Chúng ta vẫn là nhiều điểm nhất đúng không nhỉ. 95%. Ok. Người Đức sẽ không làm gì đâu. Vãi à cứt. Vãi cả đi Cleo Liên Xô rồi này. Thế nào. Mình có thể out được không nhỉ? Leave faction. À ừ. Miễn rằng là mình không đi Cleo với cả là bọn người Nga nhá. Thì có lẽ rằng là không sao đâu. Against Legionary Romania rồi. Ok. Kệ mẹ đi này. Ô. Mất chỗ này này. Các anh xuống này này. Chiếm cho mình xuống đây đi cái. Còn đây sao rồi nhỉ? Xử lý nốt này. Chán này. Việt Nam mình mà có nhiều người chơi game này hơn thì nó sẽ khá là hay đấy. Bởi vì kiểu Việt Nam mình thấy rằng là cái những cái game về lịch sử ấy thì mình không thấy được kiểu nổi tiếng lắm. Như kiểu Total War thì với cả Civilization 6 thì ít nhất rằng là nó vẫn có cái gì đó. Thì tuy nhiên rằng là phần lớn thời gian nó không có được cái sự nổi tiếng cần thiết. Như kiểu Hearts of Iron 4 thì Hearts of Iron 4 nổi tiếng ấy thì bởi vì rằng là nó có nó là bản đồ. Thì vậy nên rằng là cái kiểu người ta không thích chơi game mà người ta thích xem là vẽ bản đồ hay sao. Thì ít nhất là vậy. Nhưng mà nhiều game chiến thuật khác thì mình thấy rằng là kiểu không nổi tiếng lắm. AoE nữa nhở. AoE nữa.
Nhưng mà đúng là kiểu nước ngoài người ta cũng không còn hứng thú với cả game chiến thuật nữa ấy. Trừ những cái dòng game nổi tiếng nào như kiểu là Total War thì tất nhiên rồi nhá, tất nhiên rồi. Anh này xuống đây này. Đấy, lên trên này này. Bao vây toàn bộ chỗ này vào thì chúng ta sẽ coi như rằng là tiêu diệt quân đội của người Mỹ rồi này. Thì khi mà người Mỹ nhận ra rằng là khu vực bên này nó có quá ít quân đội thì nó sẽ lùi quân đội bên này sang, thì vậy nên rằng là bên này nó càng hở ra nữa. Anh ơi, anh xuống trên này này. Los Angeles này. Đấy, chiếm đi. Lần này thì mọi thứ nó khá là kiểu yên bình hơn. Thực sự là yên bình hơn. Vãi là cứ toàn màu đỏ luôn. Sợ thế. Vào đây này. Vào đây này. Rồi ok nào. Sau đó rằng là mình sẽ out faction của bọn Đức ra này. Rồi sau đó rằng là chúng ta phản bội nó. Phản bội nhá. Bình tĩnh. Nó trông nhìn nó trông khó chịu vãi. Lùi lại đây này. Đấy, rồi ok. Development in Australia. Và sau đó rằng là development in New Zealand. Khiếp, nhiều nhà máy thế. Bao vây xuống đây này. New Orleans này. Sau đó rằng là tôi cần một anh là chiếm Dallas của tôi này. Tẩn xuống đây luôn nhá. Kệ mẹ mà nói nhá. Đánh đi nào. Rồi ok. Chúng ta không bị mất nhà máy gì cả. Lại tay chân rồi. Á à! Tê vãi đéo hiểu. Sao yên tê ấy nhỉ. Xuống đi nào. Công đi công đi công đi công đi. Ui dồi ôi. Đẹp ấy nhỉ. Đẹp quá. Rồi ok nào. Chiếm mất đi nào. King Carol đệ nhị abdicate. Thằng cha đấy. Thằng cha tham nhũng nhá. Thì rằng là nó tiệc tùng khá là nhiều. Và bị scandal là bởi vì rằng là đi dùng tiền nhân dân để mà đi xây dựng lâu đài và đủ kiểu. Xử lý nó đi nhá. Dẹp bớt tàn quân của bọn nó này. Còn bây giờ anh xuống đây bao vây này. Bên này yên ổn phết rồi này. Xong rồi Los Angeles này. Anh thế đi vào luôn cả San Francisco nhá. Thì sau đó rằng là bao lâu nó sụp đổ nhỉ? Cũng gần rồi đấy, 82% rồi. À đâu, không phải 82% đâu. Bảy mấy? 80 rồi nhá. Thì xem nào, Dallas, San Francisco còn thành phố lớn nào nữa không nhỉ? À, Chicago. Rồi ok, Chicago nào. Anh ơi anh, bảo vệ đã nào. Ơ kìa. Hổ hết cơ. Dẹp nốt tàn quân đi nào. Dẹp đi này. Dẹp đi này. Đấy, rồi ok, đã xong rồi nhá. Còn mấy anh này hãy chiếm mình mobile hay cái mẹ cái gì nữa này. Mất mẹ sư là sẽ tăng rồi này. Đéo hiểu. Bao vây và tiêu diệt đi này. Rồi sau đó rằng là bây giờ xây dựng cái gì nhỉ? Cho mình nhà máy quân sự trên đất Pháp nhé. Đầu tư một tí này. Bởi vì rằng là mình sẽ muốn chiếm Pháp vào tay chúng ta này. Giờ anh ơi. Chiếm luôn đi lại còn mẹ đứng yên đấy làm gì nữa cơ chứ lại. Đéo hiểu cái game này. Chiếm cái này. Đáng lẽ bao vây nhỉ? Sao tiên lại không bao vây? Anh bao vây vào đi này. Đấy, lại bao vây vào đi này. Chiếm nào các anh? Cả bốn hướng tấn công vào nào. Bây giờ là có quân đội của mình từ bốn hướng. Rồi ok. Sụp, 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 sụp. Boom, rồi ok đã xong. Xong chưa? Đội mình tí đã này. Thuyền thủy binh nghiên cứu thuyền 1940 này. Rồi sau đó rằng là 580.000 rồi cơ. Khiếp, chất nhiều hết. Sao chưa nhỉ? 99 rồi, ok, thế bây giờ rằng là còn một thành phố thôi này. Dallas à? Chẳng cần đến Dallas đâu các bạn nhé. Không cần đến Dallas đâu. Bây giờ chiếm thành phố nào nó Houston này cũng được này. Chính ra đến giờ là mình không biết rằng là Houston hay Dallas là thành phố thủ đô của Texas ấy. Chẳng biết lắm ấy. Chữ thủ và chữ đô là chữ cổ và chữ đô à? Chữ thủ là như chữ cổ ấy thôi nhỉ? Thắng rồi, ôi xì. Dễ vãi cả ra mà. Bây giờ rằng là ấy, mình sẽ muốn puppet bọn Mỹ nhá. 5 điểm cơ. Nhiều đấy. Ăn nốt này.
còn lại thì Hawaii và đủ kiểu. À, anh Đức chiếm G. Ô, giỏi đấy. Satellite the Philippines này, thì bây giờ rằng là chúng ta sẽ thành lập lại cái quốc gia Philippines thuộc về chúng ta này. Done, đã xong. British North American Territories là lãnh thổ phía Bắc của nước Mỹ. Tuy nhiên rằng là mình nhớ là khi mà các bạn mình xem mấy cái trên Reddit ý, thì rằng là người ta làm gì nhỉ? Là người ta thấy rằng là ở bên Mỹ khi mà thành lập phiên dậu của người Mỹ thì rằng là sẽ là cái nữ hoàng của người Anh hay sao ấy, hay là Wallace Simpson hay sao ấy, chứ không phải ông này đâu nhỉ? Khó hiểu nhỉ? Thì thôi rằng là bây giờ chúng ta sẽ quay sang người Đức nhá. Bye bye, bye, chào nhá, chào, chào các anh. Rồi ok này, bây giờ rằng là chúng ta sẽ đi tiêu diệt người Đức này. Dễ thôi mà, có cái mẹ gì đâu. Tôi cần khoảng tầm rằng là Bernard Montgomery này, ba sư đoàn này nhá, sẽ tập trung phía Bắc này này, tấn công người Đức này, bao vây này. Rồi ok này, chỗ này sẽ ở phía Ý này, đánh vào đây này. Request forces này, cả 38 sư đoàn này nhá, thì rằng là sẽ quân vào quân đội của mình nhá, 38 này đúng không? Vào đây này, chia một nửa ra, vào đây 5 sư đoàn nữa thì rằng là hãy vào đây, hay vào đây này, đấy vào đây. Sư đoàn này sẽ hỗ trợ quân đội phía Bắc này, chuẩn bị rằng là đánh người Đức nào. Vào vị trí nào anh ơi, vào 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 vào, rồi ok triển khai nào. Sao đấy, sao rằng là mình không làm được nữa? Khó hiểu ấy nhỉ? Mình phải thành lập phe, đúng rồi. Create faction, rồi ok nào. Minchi vô địch nhá, Minchi vô địch. Rồi ok, đã xong. Send. Together we will be victorious. Cùng với nhau chúng ta sẽ thắng lợi thôi. Develop in Canada này. Hạ ai xuống nào? Ấn Độ rồi ok. Vào đây nào, vào đi, vào đi, vào đi, vào đi, vào đi. Mình có hai mươi ngày à? Đợi tí nhá, đợi bây giờ rằng là khoảng tầm một lúc nữa quân đội chúng ta sẽ đến được đến nơi. Đến chưa nhỉ? Đang đi nhá. Thì bây giờ rằng là vượt biển Thái Bình Dương thì nó sẽ khá là xa, thì vậy nên rằng là thôi thì cố gắng lên nào. Mình thiếu sắt cửa. Ui, người Anh mà thiếu sắt được ấy thì mới tài ấy. Thực sự rằng là người Anh rất là hiếm khi thiếu sắt ấy. Thì bây giờ rằng là chúng ta có thể mua từ từ người Đức, à từ người Pháp được, và từ người Mỹ nhỉ. Dầu vãi cả ra ấy, thực sự rằng là bây giờ chúng ta chiếm những lãnh thổ nào mà nó kiểu nhiều tài nguyên nhất trên thế giới rồi ấy. Thì bây giờ như kiểu rằng là xem nào, kiểu người Pháp hay là người thiếu cái gì nữa nào. Đấy, người Pháp và người Mỹ chẳng thiếu cái mẹ gì cả. Ngon vãi luôn. Đây này, Minchi vô địch này. Ui rồi, ui rồi. Ghê không? Ghê không? Thấy ghê không? Xịn vãi cả ra ấy. Quit India Movement nào. Tấn công được chưa nhỉ? Không có sư đoàn nào của người Đức ở đây à? Khó hiểu nhỉ? Địch level bọn này được này. Kệ mẹ đi này. Khiếp. Hoành tráng không? Quân đội của Minchi đấy. Sẵn sàng nào, bây giờ phía Nam thì vẫn có được khoảng tầm khá khá sư đoàn này nhỉ. Ừ nhỉ, không quân nữa, quên mất, không quân, không quân, không quân, không quân. Các anh thì sẽ bay từ bên này với cả bên này, sẽ bay sang phía Paris nào. Paris ở đâu, bay sang bên này này. Còn ở phía Nam này thì mình sẽ muốn rằng là có đấy, cái triển khai nào. Interwar Bomber nào. Mình thấy rằng là mình hơi ít máy bay nhỉ, không quân mình mới bị yếu vãi cả ra ấy. Tuy rằng là mình đầu tư rất là nhiều nhà máy quân sự vào đấy, nhưng mà chúng ta làm hơi chậm. Thực sự rằng hơi chậm. Declare war thôi, đơn giản là vậy nào. Bây giờ rằng là anh phát xít. Anh ý không trong phe đấy à? Thì ok, declare war luôn nhá. Biết môn 150 ngày, ok. Declare war luôn, sợ cái mẹ gì. Blitzkrieg, chúng ta sẽ là cái phe Blitzkrieg người Đức nhá. Người Anh chính là người phát minh ra cái chữ đấy, chứ không phải là người Đức. Ok không? Ok vãi cái dài.
triển khai aggressively nhá. Bởi vì có vẻ như rằng là người Đức người ta không có quân đội nào ở đây cả. Có. Mau lên mau lên mau lên mau lên. 14, 15. Mau lên nào 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 mau lên. Mau lên. Boom, đó ok, đã xong rồi nhá. Declare luôn này. Coi lại này. Có lẽ rằng là không cần phải kiểu justify đâu nhá. Không cần đâu này. Sau đó rằng là tôi sẽ cần phải develop New Zealand này. Cả Nhật nữa. Nhật nữa à? Mệt nhỉ. Nhật nữa thì cũng khá là xa. Mình lại khá lười declare của nó. Ở chỗ phía nam này, đây chính là hàng của Maginot Line. Thì vậy nên rằng là cái việc tấn công vào đấy thì nó sẽ khá là khó. Tuy nhiên rằng là chúng ta sẽ đi vòng qua đây thì ok không? develop New Zealand này. Rồi ok, thì ít nhất rằng là chúng ta vẫn sẽ có thủy binh của người Mỹ nhá. Thì bọn nó sẽ bao vây người Nhật đây nào. German Reich has called some lầm 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 lầm. Đánh nào, đánh nào, đánh nào, đánh nào, đánh nào. Ô, tấn công tôi cơ. Ô, bố lá bố tuét. Mày dám à? Tấn công đi nào, mau lên nào, mau lên, mau lên, mau lên. Vòng qua đây này. Thẳng mày bắt lên luôn, ui, sợ gì. Quá dễ. Bởi vì anh Mỹ, anh Đức ấy là anh đã không phòng Mỹ ở đây. Với cả tại sao rằng là quân đội của Đức nó phần lớn, có một phần ấy rằng là nó đang ở bên phía Mỹ nữa. Thì vậy nên rằng là bên Mỹ bây giờ chúng ta sẽ có một số quân đội của người Đức này. Nó chính là Baltimore này. Thấy chưa? Lên nào mấy anh ơi. Ở chỗ phía nam này sẽ không công được đâu nhá. Không công được một chút nào cả. Pháo đài level 10 mà. Bởi vì rằng là một số bạn phải bỏ bảo rằng là cái hàng phòng thủ Maginot Line là thất bại ấy. The fuck. Thì không phải đâu, thì rằng là nó kiên cố đến mức mà phải đẩy người Đức là phải đi vòng lên trên phía bắc này, là đi vòng qua chỗ cái rừng Adims. Bắt đầu bị kìm lại này, thì bây giờ rằng là chúng ta sẽ nên dừng lại nhỉ. Ừ. Mình được bao nhiêu điểm rồi? 8% đấy á. Trung Quốc 47% rồi, ok. Biết vậy này. Cruise hole này. Anh Nhật ý, thì bây giờ rằng là anh còn bao nhiêu thuyền nhỉ? 300 thuyền cơ. Cũng nhiều phết đấy nhỉ. Ở chỗ này thì mình nhớ rằng là mình vẫn còn khoảng tầm là 100 thuyền của mình đây. Rồi ok. Thế thì bây giờ ấy, gộp vào nhau này. Và sau đó rằng là hãy phòng thủ của tôi khu vực phía này. Ở chỗ này nào nhỉ? Để mình thử xem nhá, rằng là chúng ta có phòng thủ được không này. Anh người Mỹ thì bây giờ rằng là mình thì có thể mua dầu từ bọn người Mỹ nhá. Thì vậy nên rằng là thành lập chính phủ của Canada. British Canada với cả rằng là Free Canadian Republic. Chả khác đéo nhau cả. Kệ mẹ đi. Quan tâm là cái mẹ nữa. Tình hình rằng là nó khá khó tấn công nữa rồi nhá. Thì bây giờ không quân mình như nào nhỉ? Quên mất đấy. Bay vào đây nào. Ngồi vào nhau này. Đấy, bay lên đây này. Còn ở đâu nữa thì mình không biết lắm đâu. Kệ mẹ đi này. Anh Liên Xô như nào nhỉ? Vẫn đang tấn công này. Thì ở phía nam này sao nhỉ? Khá là khó để tấn công được này. Thì thôi chịu vậy. Mày muốn tấn công tao á? Mày thử á? Ôi ai ai ai. Vũ khí của chúng ta sẽ không thiếu đâu. Thì chiêu mộ này cứ chiêu mộ thôi. 123.000. Ui rồi, chưa bao giờ nhiều thế cả các bạn ạ. The fall of Vladivostok. Anh Liên Xô declare war người Nhật kìa. Thủy binh của mình như nào ấy nhỉ? Có lẽ rằng là mình sẽ muốn lùi cả lên trên này nhá. Hỗ trợ nhá. Không biết rằng là bọn người Mỹ có tham chiến đây không nhỉ? Kiểu thuyền ấy. Thuyền và đủ kiểu ấy. Giảm với ai à? Bọn nào đấy? Rồi ok, cảm ơn nào. Nếu bây giờ tấn công mình có được không nhỉ? Thử vào đây xem nào. Khó đấy, thôi dừng lại đi. Ai muốn declare của mình đấy? Japan cơ? Nhật cơ? Được ấy, mày dám ấy à? Mua bây giờ thì mình sẽ mua từ bọn Pháp tiếp này. Mua thêm này.
chẳng thiếu cái gì cả. Người giàu thế các bạn ạ. Kiểu mình quen cái người yêu của ông Thái Đinh ấy. À thôi kệ mẹ, mình không nên nói cái đấy. Đéo phải việc của mình. Xin lỗi. Mình sẽ muốn spam cái media điểm thanh ra nhá. Thì bây giờ rằng là khi mà mình có cả cái nhà máy quân sự của bọn Pháp với cả của Mỹ nữa thì chúng ta sẽ không hề thiếu một chút nào cả. Available war goal với ai nữa nhỉ? Chẳng có ai nữa cả. Người Đức đang xâm lược Việt Nam của chúng ta thì vậy nên rằng là chúng ta sẽ cần quân đội của người Philippines này. Anh ơi, anh sẽ sang bên này và giữ tôi Việt Nam một cái nhá. Việt Nam đi. Tấn công vào đây. À, no way rồi, ok. Tham gia phe của mình rồi. Minh Chi vô địch này. Ui xa. Càng ngày càng mạnh các bạn ạ. Càng ngày càng mạnh. Develop New Zealand này. Và sau đó rằng là develop South Africa này. Cũng được đấy. Trên này tấn công được này. Tuy nhiên rằng là phía Nam này mình không muốn tấn công này. Ờ, Denmark. Có nghĩa là Đan Mạch này. Thì Đan Mạch bây giờ rằng là mình sẽ cử 12 sư đoàn này của mình xuống đây nhá. Hỗ trợ này. Mau lên nào, đừng để mất Đan Mạch nào. Thì Đan Mạch ý, thì theo linh như lịch sử ý, thì rằng là quân đội của Đức nó nhảy dù vào Copenhagen, loại bỏ toàn bộ quân đội của người Hà Lan đây, Đan Mạch đây luôn này. Nó không quan tâm. Nó nhảy dù thẳng vào Copenhagen và sau đó rằng là chiếm luôn thủ đô. Thì vậy nên rằng là như thế đó, các bạn ạ, như thế đó. Rồi ok này, fuel refining này. Hỗ trợ này. À, cả Hy Lạp nữa cơ. Ui, các anh này khá là ok đấy. Khá là ok. Mình nghĩ rằng là chỉ cần một nửa nhỉ. Bây giờ ấy thì mình sẽ muốn là cử khoảng tầm rằng là 24 sư đoàn này của mình xuống đây hỗ trợ mình phòng thủ bên dưới phía nam này của người Hy Lạp này. Mình sẽ không muốn là Hy Lạp bị thua này. Thử tấn công nhá. Thử đã. Không được à? Thôi vậy, kệ mẹ đi. À ư nhỉ? Mexico vừa nãy rằng là mình không chiếm nhỉ? The fuck? Sao Mexico lại độc lập nhỉ? Quên mất hay là mình chưa chiếm nhỉ? Khó hiểu đấy. Mình là được bao nhiêu điểm rồi? 12% điểm rồi, ok, thế là cũng ok hơn nhỉ? Và hỗ trợ đi anh ơi, đâu rồi nhỉ? À rồi, ok đây rồi. À, tấn công đi nhá. Triển khai này, bây giờ rằng là tấn công lên này. Tấn công đi. Ok. Đấy, bây giờ rằng là mình sẽ đẩy cái bọn Ý ra khỏi Albania này. Xem nào. Ở chỗ này phòng thủ vẫn đang khá là ok này. Chỗ này thì ok, cũng kệ mẹ đi này. Xem nào. À ừ nhỉ, châu Phi nhỉ. Thôi kệ đi, mình không quan tâm đâu. Còn ở bên phía Ấn Độ với cả chỗ kia đủ rồi đấy. Hey, trời ơi. Anh Liên Xô thì vẫn đang thế này. Mấy giờ nhỉ? 6 rưỡi gì à? À 4 rưỡi rồi. Ở đây tình hình vẫn đang khá là ok này. Tuy nhiên rằng là chúng ta không có xe tăng thế này thì vậy nên rằng là nó không có sức bộc phá. Chỗ này chăng nhỉ? Ô, bị đẩy lui cơ. Ui, ghê thế. Ghê vãi. Nhưng mà sao mà anh Liên Xô thì anh bị yếu ấy nhỉ? Mà sao anh không đẩy được nhỉ? Thực sự Liên Xô nó yếu vãi. Nếu là Minh Chi đã thắng chắc rồi. Mà có khi rằng là thôi thì hôm nay chúng ta à thôi cứ bình tĩnh nhá, cứ bình tĩnh đã. Khoảng tầm là 5 phút nữa thì mình sẽ dừng. Bởi vì rằng là mình còn phải đi học nữa, thì vậy nên rằng là mình không thể nào mà dùng thời gian của mình để mà kiểu để quay cho các bạn mãi được ấy. Thông cảm. Bây giờ ấy thì rằng là mình sẽ muốn là đi raid cái convoy bọn này nhá, convoy raiding này đi. Đấy.
chặn không cho bất cứ một cái thuyền nào để mà tiếp viện cho người Đức được. Chuỗi này thì mình sẽ mua dầu từ người Mỹ nhá. Anh Mỹ này anh sẽ cung cấp cho mình khoảng tầm rằng là rất là nhiều dầu này. 400. Ừ, ngon. Ui, nhìn này. Ôi rồi, không thiếu dầu nữa. Không bao giờ thiếu dầu nữa cả các bạn ạ. Không bao giờ thiếu dầu nữa cả. Thì vậy nên rằng là bây giờ chúng ta hoàn toàn rằng là có bao vây được người Đức ở này. Develop South Africa nhá. Bây giờ rằng là phải làm gì? Mình không làm nữa nhỉ. Đáng lẽ rằng là mình cần phải giữ cái tỉnh Newfoundland này, thì tuy nhiên rằng là mình lại cho cái bọn kia rồi. Điền quá. Rồi ạ. Xanh, 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 xanh. Nhanh lên. Nhanh lên nào. Sao cái gác chân lên lại bị tê nhỉ? Develop the Dredge này. Có thể rằng là mình sẽ cho bọn Ấn Độ độc lập nhé. Có thể nhé. Bởi vì Ấn Độ siêu cùng thì mình sẽ nghĩ rằng là nên độc lập hơn. Independent. Bao giờ rằng là mình phải sáp nhập bọn Đức à, bọn Pháp vào được nhỉ? Main subject này. Đang giảm. Bây giờ manpower của mình đang tụt khá nặng nề này. Mà trong khi rằng là mình không hề có đủ điểm manpower ở đây được. Thì vào đi anh ơi, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Thôi thì có lẽ rằng là chúng ta sẽ nên dừng lại tới đây nhé. Ghê đấy. Được ấy, được ấy, được ấy, được ấy. Thế bây giờ là hai tấn công thử vào đây xem nào. Không được à? Thôi nhá, nghỉ nhá. Bye bye. Nhớ like nhé các bạn nhá. Like nhá.